Lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra vào ngày mai 5 tháng 4. Nhiều khả năng U22 Việt Nam đội giành huy chương vàng ở hai kỳ đại hội gần nhất được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng chủ nhà U22 Campuchia theo thông lệ. Điều này đồng nghĩa với việc U22 Việt Nam có thể nằm cùng bảng với U22 Thái Lan. Bảng tử thần hoàn toàn có thể xuất hiện khi các đội bóng mạnh dồn vào một bảng đấu không có sự góp mặt của đội chủ nhà. Điều đó sẽ xảy ra nếu những lá thăm đưa U22 Việt Nam vào chung bảng với U22 Thái Lan hoặc U22 Indonesia, U22 Malaysia và U22 Singapore. Trước đây, ban tổ chức thường xếp hạt giống theo thành tích của một hoặc hai kỳ SEA Games trước đó. Nếu áp dụng cách tính này, U22 Thái Lan và U22 Indonesia là hai đội thuộc nhóm 2. Trong hai kỳ gần đây, U22 Thái Lan giành một huy chương bạc còn U22 Indonesia giành một huy chương bạc và một huy chương đồng. Nhóm 3 sẽ là U22 Malaysia và U22 Myanmar. U22 Malaysia xếp thứ tư ở SEA Games 31, U22 Myanmar giành huy chương đồng ở SEA Games 30. U22 Malaysia đầu tư mạnh mẽ trong 2 năm qua. Đáng chú ý, đội bóng này có nhiều cầu thủ thuộc lứa U19 từng đánh bại U19 Việt Nam 3-0 ở giải Đông Nam Á năm 2022. Trong trường hợp U22 Việt Nam rơi vào bảng khó, người hâm mộ có lý do để lo lắng. U22 Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới. Ông Chusier chỉ vừa nhậm chức cách đây hơn một tháng và không có thành tích tốt ở giải đấu đầu tiên. Đội U23 Việt Nam gồm các cầu thủ U22 hướng tới SEA Games 32 thua cả 3 trận, không ghi bàn nào ở Doha Cup. VFF đặt mục tiêu lọt vào trận chung kết với U22 Việt Nam. Theo điều lệ của môn bóng đá nam SEA Games 32, các đội bóng không có suất quá tuổi. Huấn luyện viên Chusier có thời hạn chốt danh sách chính thức trước trận ra quân một ngày. Môn bóng đá nam sẽ diễn ra từ 29 tháng 4 đến 16 tháng 5. Giới truyền thông Thái Lan so sánh kết quả của đội U22 xứ sở chùa vàng với U22 Việt Nam tại Doha Cup trước khi dự báo tương lai màu hồng của voi chiến tại SEA Games. Nhật báo hàng đầu xứ sở chùa vàng Thairat viết đội bóng trẻ của huấn luyện viên Isara Soritaro đạt kết quả xuất sắc hơn cả mong đợi, cho dù trước khi Doha Cup khởi tranh ít người ngờ được rằng U22 Thái Lan lại thi đấu tốt đến thế. U22 Thái Lan gây ấn tượng mạnh qua cả 3 lượt đấu, họ hòa Saudi Arabia 2-2, đánh bại chủ nhà Qatar 1-0 trước khi thua sát nút Kuwait 0-1, đứng thứ tư chung cuộc, tờ Thairat thông tin thêm. Dĩ nhiên, tờ báo của Thái Lan không quên mang kết quả này ra so sánh với thành tích của U22 Việt Nam cũng tại Doha Cup, đối thủ đáng ngại nhất của Thái Lan nhiều năm qua. Tờ Nhật báo hàng đầu xứ sở chùa vàng cho biết, so với đối thủ cùng khu vực Đông Nam Á là U22 Việt Nam, đội này có kết quả rất đáng thất vọng. Thật không thể ngờ U22 Việt Nam lại xếp thứ 10, xếp cuối bảng tại Doha Cup cho dù họ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên nổi tiếng Philippe Chusier. Trước đó, các lứa cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam luôn rạng danh dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Chính vì thế, thật sự phải hoan nghênh kỹ năng huấn luyện của huấn luyện viên Isara Soritaro vẫn là những dòng được viết trên tờ Thairat.